Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Có khoảng 18 vạn gói lương được phát tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Quỹ Tim Nam Định phát triển thêm 5.000 thành viên. Bắc Ninh với mục tiêu 100% người dân được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Xây dựng thương hiệu cá sô Tổng Trường, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 tiếp tục được đánh dấu là năm có nhiều đổi thay mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt là việc thực hiện mạnh mẽ khâu kết nối, đồng bộ, công khai thủ tục hành chính, thực hiện 4 tại chỗ, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả, quyết liệt sắp xếp tinh gọn hiệu quả bộ máy chính quyền ở các cơ quan nhà nước đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Riêng năm 2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận trên 54.700 hồ sơ, không còn hồ sơ trễ hẹn, thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết trả sớm trước hẹn đạt trên 87%. Hiện có 243 trên 402 thủ tục hành chính của 17 sở ban ngành thực hiện tiếp nhận thẩm định phê duyệt và trả kết quả 4 tại chỗ. Mô hình Trung tâm Hành chính công đưa vào hoạt động đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời giảm thời gian đi lại và chi phí cho cơ quan nhà nước và công dân. Đáng chú ý, việc thu phí tập trung bằng hình thức tự động, in biên lai, điện tử tại trung tâm là một trong những hoạt động đi đầu tiên phong về đổi mới cách thức làm việc để phục vụ công dân. Hiện tại có 14 trên 17 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng thực hiện thu phí tập trung một đầu mối với tổng số 404 loại phí và lệ phí. Việc thực hiện thu phí tự động tập trung tại trung tâm cũng sẽ giảm được từ 7 đến 14 biên chế cho các cơ quan chuyên môn. Trên cơ sở thực hiện cái việc số hóa, sơ đồ hóa các cái quy trình thủ tục hành chính, thì trong năm 2019 là chúng tôi sẽ thực hiện cấp tỉnh đạt cái tiêu chuẩn ISO, thì hiện nay chúng tôi đã làm rồi. Thế và trên cơ sở sơ đồ hóa đó thì chúng tôi cũng đã bàn và phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông là chúng ta sẽ đi trước một bước dùng cái trí tuệ thông minh. Tức là bây giờ là chúng ta đang cấp độ 4 thì người dân vẫn phải kê khai các cái phiếu do gửi đến. Thì tới đây chúng ta sẽ, nếu mà thành công thì sẽ cái đó cũng là rất tốt. Mà các nước, một số nước người ta đã làm rồi. Thì thông qua các cái robot điện tử hoặc thông qua các cái máy hoặc là thông qua các cái điện thoại di động, công dân có thể dùng tương tác bằng giọng nói. Thế và máy sẽ hỗ trợ công dân trong việc cập nhật. Sau đó chúng ta chỉ xác nhận bằng vân tay hoặc là giọng nói hoặc khuôn mặt và truyền các cái thông tin đó đến cơ quan nhà nước và sẽ được giải quyết. Thế và sẽ thậm chí là có thể thông qua đó để có thể nhận tại nhà. Tỉnh Bắc Ninh đang quyết tâm đổi mới, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, tăng cường cải cách hành chính tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 được tỉnh xác định nhằm tạo môi trường ổn định để phát triển, đưa Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng hiện đại, văn hóa, sinh thái, trí thức và đô thị văn minh. Là một trong hai chi cục thuế được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với số thu cao ngay từ đầu năm 2019, nhất là ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chi cục thuế thành phố Hải Dương đã và đang triển khai các giải pháp trọng tâm trong công tác thu ngân sách. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu lệ phí môn bài nhanh gọn, chi cục thuế thành phố đã và đang tiếp tục triển khai thu các sắc thuế được giao quản lý. Một trong những giải pháp thu hiệu quả là tiếp tục phối hợp cùng với các đơn vị nhận ủy nhiệm thu như các ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn và bưu điện thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế và đẩy nhanh tiến độ thu các sắc thuế. Để hoàn thành kế hoạch dự toán thu ngân sách năm 2019 được giao hơn 1.234 tỷ đồng, Chi cục thuế thành phố đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và những nhóm giải pháp cụ thể, trong đó coi trọng giải pháp giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ nhân viên và từng đội thuế để đôn đốc thu nộp. Sau nhiều năm nỗ lực cần mẫn của nông dân xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cùng với sự hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã khôi phục bảo tồn được giống cá rô Tổng Trường, một sản vật nổi tiếng gắn liền với văn hóa ẩm thực của quê hương, mang lại lợi ích kép, vừa phục vụ phát triển du lịch, vừa tăng thu nhập cho người dân. Năm 2018 là năm đầu tiên cá rô Tổng Trường được nuôi thương phẩm với tổng diện tích 2 hectare và 6 hộ tham gia nuôi.
được sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhất là ngành nông nghiệp trong việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật từ khâu chuẩn bị ao, thả giống, công tác chăm sóc, quản lý ao nuôi. Cá rô tổng trường của các hộ tham gia mô hình sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống cao, sau khoảng 5 tháng nuôi bắt đầu cho thu hoạch. Cái năm đầu tiên mới làm thì thấy như thế là rất là vui mừng vì là thời gian ngắn nhưng mà lãi suất thì rất cao. Thì trong 4.000 mét vuông vừa rồi chúng tôi làm thì lãi suất có 5 tháng nhưng mà lãi suất khoảng 60 triệu. Cá rô tổng trường được thị trường ưa chuộng, nhất là các nhà hàng, khách sạn nhằm phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Thu nhập từ cá rô tổng trường đạt khoảng 160 triệu đồng một hecta một vụ. Thời gian nuôi ngắn hơn cá truyền thống nhưng thu nhập lại cao hơn khoảng 1,5 lần. Kết quả của mô hình đã tạo hiệu ứng tích cực cho các hộ có diện tích ao tại một số xã trên địa bàn huyện Hoa Lư chuyển đổi sang nuôi loại cá đặc sản này. Trên cơ sở đó, tổ chức liên kết sản xuất và thành lập hợp tác xã cá rô tổng trường. Ủy ban xã Trường Yên chỉ đạo cho hợp tác xã là tiếp tục phát triển, nhân rộng các cái mô hình, nhất là các cái gia đình có cái điều kiện mà có như thế là cái phần ao tốt nhất để như thế là nuôi. Hai nữa là mở rộng ra một số các cái diện tích cây lúa kém hiệu quả trong toàn xã. Và thứ ba nữa là giao cho hợp tác xã tìm cái đầu ra chắc chắn cho như thế là bà con. Làm sao như thế là khi mà cái thời gian nuôi chỉ trong vòng từ 3 đến 4 tháng là chúng ta đã có được thu hoạch. Hai nữa là làm sao trong khi mà thu hoạch thì nó cải đi, để như thế là cái giá trị của cân cá rô nó được tăng cao. Phát triển cá rô tổng trường theo hướng thương phẩm đã góp phần làm giảm tình trạng khai thác cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát triển đối tượng cá bản địa quý hiếm. Thành công của mô hình đã mở ra hướng đi mới trong đa dạng hóa các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu thưởng thức món ăn đặc sản của du khách. Mùa xuân này về với Ninh Bình, trong hành trình khám phá văn hóa ẩm thực của cố đô Hoa Lư, ắt hẳn nhiều du khách gần xa không quên thưởng thức món cá rô tổng trường. Phát huy thế mạnh về vị trí địa lý với 32 km đường biển, 11,2 km sông Hồng và 15 km sông Sò, thời gian qua huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định đã tiến hành quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, khai thác huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho phát triển sản xuất. Đến nay toàn huyện đã có trên 1.000 cơ sở nuôi trồng thủy sản và trên 90 trại cơ sở sản xuất con giống thủy sản. Hiện nay tổng diện tích nuôi thủy sản của huyện Giao Thủy đạt trên 5.100 ha, trong đó diện tích nuôi nước ngọt hơn 1.100 ha, nuôi mặn lợ gần 4.000 ha, gồm các vùng nuôi tôm và ngao. Với việc tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản, nên diện tích nuôi thủy sản mặn lợ của huyện phát triển mạnh, tăng nhanh cả về diện tích sản lượng và con nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao như tôm sú, ngao, cua, cá bống bớp, tôm thẻ chân trắng. Năm 2018, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn huyện Giao Thủy đạt hơn 30.000 tấn, tăng 12,4% so với năm 2017. Để tiếp tục phát triển kinh tế thủy sản bền vững, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện Giao Thủy đã tiến hành rà soát lại diện tích trồng lúa, làm muối kém hiệu quả để đưa vào quy hoạch chuyển đổi sang phát triển kinh tế thủy sản trong giai đoạn tới. Nhờ làm tốt công tác truyền thông, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm, nên thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam không có dịch lớn xảy ra. Đến thời điểm này, đàn gia súc gia cầm của Hà Nam đang tiếp tục được các hộ dân chăm sóc bảo vệ tốt, chỉ xảy ra một số bệnh thông thường có tính chất nhỏ lẻ trên đàn vật nuôi như tụ huyết trùng, ỉa chảy. Chi cục thú y và trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện thành phố đã thực hiện các biện pháp điều trị cho số gia súc gia cầm ốm, đồng thời phối hợp với các địa phương trong tỉnh hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và các biện pháp an toàn khi tái đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong dịp Tết Nguyên đán, ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng quản lý thị trường đã kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc sản phẩm động vật kinh doanh tại các chợ trên địa bàn, đặc biệt là thịt gia súc, gia cầm tươi sống. Kết quả đã kiểm dịch vận chuyển động vật xuất ra ngoài tỉnh được trên 60 chuyến xe ô tô, kiểm dịch gần 5.900 con lợn sữa, 7.200 con lợn thịt, trên 180.000 con gia cầm thịt, 54.000 quả trứng gia cầm và 1.636 kg xúc xích giam bông.
Những ngày đầu xuân mới, bất cứ ai về với Thái Bình đều cảm nhận rõ sự thay đổi của các vùng quê. Câu chuyện về sức sống mới ở nông thôn Thái Bình mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn ngay sau đây là minh chứng của mục tiêu tốt đẹp này mà Thái Bình thực hiện. Vụ đông 2018, vùng đất bãi của Quỳnh Hoa được phủ xanh bởi những cánh đồng trồng cà rốt rộng hơn 10 hectare. Bởi vì trước kia là bỏ ruộng hoang, thế nhưng đến bây giờ thì mỗi một sào bắc bộ thì cũng cho thuê là tới 1.200.000 đồng trên một sào, 1.300.000 đồng trên một sào bắc bộ. Thế còn bà con giáo viên đấy lại là đi làm canh cứ trả là mỗi ngày công lao động là 120.000. Nếu như gia đình nào mà có lao động mà đi làm đấy thì là được đảm bảo được công thì tháng cũng được khoảng 3.600.000 đồng. Mục đích là nói chung là thu nhập nông dân và đời sống nông dân là cũng có nhiều cái cải thiện. Vẫn những mảnh ruộng ấy đã mang lại giá trị kinh tế cao hơn, không chỉ cho những nông dân trẻ dám đầu tư trí tuệ, tài chính, mà tạo ra nguồn thu nhập ổn định hơn cho nhiều nông dân khác ở Quỳnh Hoa. Và cũng vẫn là vùng đất ven sông, giờ điện, đường được đầu tư để cho anh Vũ Ngọc Ba, một nông dân xưa chỉ quen với nghề sông nước, đánh bắt cá tôm, nay đã có những lồng cá cho năng suất khoảng 40 tấn một năm. Đó chính là cơ hội để cuộc sống của anh thay đổi tốt hơn. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Lễ phát lương Đức Thánh Trần, đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm nay diễn ra từ đêm ngày 18 đến ngày 20 tháng 2, tức là từ ngày 14 đến 16 tháng Giêng. Ban tổ chức đã chuẩn bị 18 vạn túi lương để phát tại 37 điểm xung quanh khu vực đền từ đêm 14 tháng Giêng. Lễ phát lương đền Trần Thương là một trong những lễ hội lớn đầu xuân của tỉnh Hà Nam nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc, quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ngay tại ngôi đền chính là nơi Hưng Đạo Đại Vương chọn làm kho lương, cung cấp lương thảo cho quân đội trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Lễ được tổ chức vào giờ Tý đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng với các nghi trình lễ rước lương thảo từ kho lương vào trong đền, lễ châm đuốc dâng hương và lễ rước lương thảo vào làm mật lễ tại hậu cung. Nghi lễ phát lương nhằm tái hiện lịch sử về phát quân lương khao quân của quân đội nhà Trần khi đánh thắng giặc Nguyên Mông lần thứ 3 năm 1288 và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Để phục vụ du khách thập phương đến với lễ hội, ban tổ chức đã thành lập các tiểu ban phục vụ đặc biệt để đảm bảo cho nhân dân và du khách về dự lễ ai cũng được nhận lương cầu may đầu xuân. Ban tổ chức phối hợp với nhà đền chuẩn bị 180.000 túi lương để phát tại khu vực nhà khách Bảy Gian, miếu Thổ Thần, sân Tâm Linh và 37 điểm phát lương được bố trí chung quanh đền. Những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019, các điểm văn hóa tâm linh, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình luôn có nhiều người đến chiêm bái, cầu may mắn và tham quan vui chơi. Đầu năm xuất hành đi lễ chùa đã trở thành nét đẹp trong đời sống tâm linh của người dân cố đô. Tại chùa Bái Đính, đông đảo người dân đi lễ đầu năm không chỉ để cầu an lành, may mắn, mà còn góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các bậc tiền nhân có công với đất nước. Đầu năm thì cũng nguyện cầu cho thế quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sinh an lạc, mùa màng thịnh vượng. Về phía gia đình thì mọi việc là được hanh thông, vạn sự như ý. Du xuân tại khu du lịch sinh thái Tràng An, du khách được thưởng thức vẻ đẹp tinh tế với khói biếc lan tỏa, với vệt nắng ửng hồng, với làn mây trắng bay nhẹ, soi bóng e ấp trên làn nước trong xanh. Đến bến Tràng An, khách du xuân lòng vui phơi phới. Những âm thanh mùa xuân vì thế mà rộn rã và thanh khiết hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới với nhiều mong ước, khát vọng mới. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Hội Từ thiện Sen Vàng tại Cộng hòa Liên bang Đức, tổ chức tiếp nhận và trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Trung tâm Thần Kinh. Hội Từ thiện Sen Vàng đã tài trợ 10 xe lăn cho các trung tâm bảo trợ tỉnh. Tất cả số xe trên đều do nguồn kinh phí của hơn 150 hội viên là những Việt Kiều đang sinh sống làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức tự nguyện đóng góp nhằm giúp những đối tượng khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trung tâm bảo trợ thuận tiện hơn trong việc đi lại.
Mặc dù mới thành lập được 2 năm, song Hội Sen Vàng Berlin đã làm được rất nhiều việc từ thiện giúp cho hàng trăm gia đình cá nhân trường học ở các địa phương. Sau hơn 20 năm hoạt động, Quỹ Tim đã trở thành bạn đồng hành với phụ nữ nghèo, cận nghèo tại tỉnh Nam Định, góp phần nâng cao thu nhập cho chị em phụ nữ. Triển khai từ năm 1996 tại huyện Ý Yên, đến nay, Quỹ Tim đã mở rộng ở tất cả 10 huyện, thành phố với 107 xã, phường, thị trấn, tăng 20 xã phường so với năm 2017. Trong năm 2018, Quỹ Tim đã vận động được trên 5.000 thành viên mới, nâng tổng số thành viên toàn tỉnh lên 22.000 thành viên. Các chi nhánh đã giải ngân với tổng số vốn 464 tỷ đồng cho 20.000 lượt thành viên vay. Bên cạnh đó, các chi nhánh còn phối hợp với các chi, tổ, vận động các hội viên phụ nữ nghèo vào tham gia. Đến nay đã có 175 lượt thành viên nghèo được vay vốn chính sách của Quỹ Tim với số vốn 3,5 tỷ đồng, 156 thành viên vay vốn cận nghèo với số tiền 3,7 tỷ đồng. Song song với hoạt động vay vốn thì tiết kiệm là một trong những hoạt động được Quỹ Tim chú trọng thực hiện nhằm tạo thói quen tiết kiệm cho các thành viên. Tính đến hết năm 2018, số dư tiết kiệm của các chi nhánh là trên 164 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, một trong những chính sách ưu việt của tỉnh Bắc Ninh tạo được niềm tin và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, đó chính là chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi trở lên. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh lên 95,5%, tiến gần tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ đối tượng người có công, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em, thì năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết số 66 quy định về việc hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ 65 đến 70 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Như vậy, Bắc Ninh tiếp tục là địa phương đi đầu cả nước về chính sách đối với người cao tuổi nói riêng, các tầng lớp nhân dân nói chung, qua đó nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh lên trên 95,5%, cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Theo lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân thì đến năm 2020, Bắc Ninh phải đạt 96,2% người dân tham gia. Tuy nhiên, hết năm 2018, toàn tỉnh đã có hơn 1,2 triệu người tham gia các chính sách bảo hiểm, đạt tỷ lệ bao phủ 95,5% dân số, và việc tỉnh tiếp tục ban hành quy định độ tuổi hưởng thụ thấp hơn, mức hỗ trợ cao hơn bình quân chung của cả nước là minh chứng rõ nét nhất, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau. Với những việc làm và hành động cụ thể quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh, tin tưởng mục tiêu 100% dân số trên địa bàn tỉnh được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế sẽ sớm được hoàn thành. Dịp Tết Nguyên đán, thói quen ăn uống sinh hoạt của nhiều người thay đổi, đặc biệt là việc uống nhiều rượu bia dẫn tới bị xuất huyết tiêu hóa. Hiện khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận và điều trị nội trú cho trên 60 bệnh nhân, trong đó 17% bị xuất huyết tiêu hóa. Lượng bệnh nhân nhập viện nhiều vào thời điểm những ngày cuối dịp nghỉ Tết. Người bệnh có các biểu hiện chảy máu dạ dày, nôn ra máu, đại tiện phân đen. Trong số những bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa có 2 bệnh nhân sơ gan biến chứng gây giãn vỡ tĩnh mạch thực quản đã được các bác sĩ truyền máu và chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Các bác sĩ cho biết, việc uống nhiều rượu bia trong những ngày Tết khiến dạ dày bị viêm loét sâu và chảy máu. Đặc biệt, những bệnh nhân đã mắc các bệnh về gan uống nhiều rượu bia sẽ gây biến chứng nặng, nguy hiểm tới tính mạng. Theo thống kê của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hải Dương, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố Hải Dương đã tăng hơn 13% so với Tết năm trước. Cụ thể, trong thời gian 12 ngày từ 22 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, lượng rác thải sinh hoạt gần 3.500 tấn, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều ngày có lượng rác thải phát sinh trên 400 tấn. Đặc biệt, ngày 30 Tết và đêm giao thừa, lượng rác đạt gần 500 tấn, tăng hơn 10% so với năm trước. Để xử lý hết lượng rác sinh hoạt, Công ty Môi trường Đô thị Hải Dương bố trí nhân lực phương tiện làm việc liên tục để thu gom hết lượng rác phát sinh, không để tồn lưu trên đường phố. Các ngày giáp Tết phải huy động 100% quân số và phương tiện thu gom vận chuyển làm việc liên tục trong ngày. Trong ngày 30 Tết và đêm giao thừa, lượng rác tăng mạnh khiến công ty phải thiết lập các điểm tập kết rác tạm thời để chờ xe vận chuyển xuống nhà máy xử lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.